mà mày ráng mình nhuộm màu đi, mà mày khóc biết trời, mà mình nhuộm mà nó khóc quá trời luôn, nó khóc rồi là kiếp nạn nhuộm ghé. Bưng vô, bưng vô, trời ơi là cái ghế nó khóc quá, nó khóc tình cảm nó dông xong mà nó chưa lên màu, trời ơi là trời. Cái nhà của tôi lên nè, đây làm vải thì lên nè, vải thì lên là cái nhà vải này, cái nhuộm lên chứ mà sao cái ghế nó không lên, tại ghế màu nâu khó nhuộm quá. Nó mà lên một cái là nó sẽ rất là đẹp, nó kệ đi, nó mềm mềm lên là khi ta lên đường coi như cộng đồng mạng sẽ chữ tay lắm, tay lắm. Ấy cái này lên nè, ủa này lên màu xanh này, ủa dịch nè, ủa cái này lên này mới nước à, đúng rồi, màu sao không, màu trắng nó lên màu xanh của dịch nè, đây nè, màu trắng nó lên nè ha, màu trắng cái ta màu trắng nó lên nè đó, cái này cái ta màu trắng nó lên cả nhà đó, màu trắng là lên liền màu xanh của dịch là đẹp phải không, trời ơi. Nhưng mà cái này nó không lên, nó màu nào thì kệ đi, nó sẽ nó có một cái màu dơ dơ xíu mà nó cũng được, nó nổi ra sổ không có. Mà mày ráng nhuộm màu đi, mà mày khóc biết trời, mà mình nhuộm nhưng mà nó khóc quá trời luôn, nó khóc thằng cả một vòng xong rồi cả nhà. Thôi đừng khóc nữa, lau nước mắt nha, tao lau nước mắt nha. Mọi người mình nhuộm cái ghế, mà ghế nó khóc luôn. Mọi người giống nó là cái kiếp nạn của cái ghế rồi, mọi người nó giống như nó là thứ gọi là đang có hành vi làm tổn thương cái ghế, nhưng không phải, mọi người muốn cho cái ghế nó có một cái nó khóc. Không làm được tức lắm nha, làm cái gì phải làm cho bằng được. Nhưng là hiện tại thì cái ghế này á, giống như mình là đã quyết định là nhuộm nó thành màu xanh cổ Việt tình thì phải nhuộm bằng được màu, ít chứ phải đâu xanh lá hay già già cũng được. Mình nghĩ giống như làm không thì không phục nha, mình bản thân mình không phục, mình nó rất là tức luôn. Bằng ngoại giá mình nhuộm bằng ra, nói chung là mình bằng ngoại giá mình sẽ nhuộm bằng được cái ghế này. Mình đang dùng cái máy đánh giày của mình để đánh cho nó đều á, giống như kiểu nó ăn trong cái góc á, cái đẹp. Mình cao lên cả mình là giờ nó sẽ lên nha, như là nó cái nước xanh này nó đang thấm dần rồi đó, sẽ lên nè. Còn mọi người hỏi là sao nó khô hả, một lát mình lắc nước nó xong mình lấy khăn mình lau, lắc nước xong mình sẽ dùng máy sấy, mà máy khò mình sấy. Còn á, nó phải ra thì nó mới tông, thì tông cái nhà mới đẹp được, chứ là những nhà cái bụng lâu nó chởi. Với lại nó thiệt á, mọi người xài cái nỉ là mọi người sẽ biết, sau một thời gian nó xoăn cái lông nó xấu lắm, cái nó cũng đã gọi là tóc xoăn rồi, cho nên mình chế tạo lại cũng được. Còn mọi người sợ là khi mà nhuộm vô nó cứng ha, không có, nó là cái màu nhuộm vải mà, đây nè, đây là tấm vải thun trắng nè, thì nhuộm vô nó phơi bình thường thôi, nó giống như cái làn vải thì nhuộm vải đó, đó tắt ra hết đó thì nó vẫn còn được đó, một con nè, nó tấm vải nó nhuộm ra nè, là do cái nỉ này nó màu nâu, tức là chúng ta nhuộm một cái màu đậm lên một màu sáng rất là dễ, chúng ta nhuộm một màu sáng lên màu đậm rất là khó. Nó giống như kiểu là ta phải tẩy tóc gì đó, nhưng mà mình nhuộm tóc để tẩy tóc đúng không? Mình nhuộm vậy vậy là mình đang không tẩy, mình cố gắng mình phải ép nó nhiều lên cho nó ăn được đó. Đại loại gì đó. Đây là nhiều hơn.